Theo chân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Bạc Liêu, có mặt tại một số hộ nhà ở với sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thực trạng công tác phòng chống cháy nổ, việc trang bị vận hành hệ thống báo cháy, dụng cụ chữa cháy, đồng thời nhắc nhở các hộ chú ý cách sắp xếp, bố trí hàng hóa ngăn nắp theo đúng chủng loại, tạo lối thoát hiểm, hướng dẫn việc trang bị, sử dụng các thiết bị chữa cháy, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, cách dập tắt đám cháy, thoát nạn khi có sự cố tai nạn, cháy nổ xảy ra. Công an phường 3 với đội phòng cháy chữa cháy của thành phố thường xuyên đến shop em để nhắc nhở với lại hướng dẫn bên shop em để đặt bình cháy chữa cháy cho đúng vị trí rồi nhắc nhở shop em gì đó rồi làm cho nó tốt rồi với chấp hành shop em cũng chấp hành tốt theo cái nội vi. Mấy anh chỉ hướng dẫn lối thoát hiểm này nọ rồi đặt vị trí cái bình cháy nổ với cái tiêu lệnh rồi đó để cho mình biết cách mình sử dụng khi mà có phòng cháy chữa cháy gì mình có kịp thời mình khắc phục. Bên cạnh công tác thanh tra kiểm tra phòng cháy chữa cháy theo chuyên đề cơ sở trọng điểm về cháy nổ, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt khu dân cư, phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa lưu động, các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm và yêu cầu 100% chủ hộ kinh doanh khắc phục những tồn tại, sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cam kết không vi phạm. Qua đó, các hộ kinh doanh tiểu thương trên địa bàn ngày càng nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ sở chúng tôi cũng đã thực hiện đầy đủ về vấn đề cách thức phòng cháy chữa cháy. Bình thì chúng tôi sắm được 4 bản mà tiêu lệnh rồi nội quy rồi, nói chung là theo cái yêu cầu thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt rồi đó. Thì chúng tôi thấy rằng đó là coi như là cái công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay đó thì không chỉ là riêng ai mà đây là cái trách nhiệm chung. Cho nên là cái bản thân của mình thì cũng luôn nêu cao vấn đề này và mình cũng mong mỏi rằng những người xung quanh, kể cả các cái cơ sở khác cũng thế. Địa bàn thành phố Bạc Liêu hiện có 3 chợ quy mô lớn với gần 1.000 hộ tiểu thương, trong đó có nhiều hộ gia đình tận dụng nơi ở, kết hợp để sản xuất kinh doanh. Song nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thực hiện đúng các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, nên thời gian qua trên địa bàn chưa ghi nhận sự cố cháy nổ đáng tiếc xảy ra. Đảng ủy, ban chỉ huy công an thành phố đã hết sức quan tâm để chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng cháy chữa cháy cũng như công an phường xã tham mưu quyết liệt cho là Ủy ban nhân thành phố cũng như phường xã và tiến hành tuyên truyền, kiểm tra, tuyên truyền tới từng hộ dân, từng hộ gia đình để là ghi nhận và hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy và kiểm tra xử lý các cơ sở để dễ rủ ro dẫn tới cháy nổ. Thì bằng cách đó thì người dân cũng ủng hộ và dẫn tới thì tình hình là phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố cũng cơ bản ổn định. Đảm bảo an toàn, phòng ngừa cháy nổ là công tác vô cùng quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề phát triển kinh tế mà còn liên quan trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Do đó đòi hỏi sự chung tay, chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn. Đặc biệt mỗi người, mỗi nhà cần nêu cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.